Xin chào mọi người, hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Quỳnh Gia Alpha xin giới thiệu đến mọi người một sản phẩm, đó chính là ống thông động tĩnh mạch rốn dành cho trẻ sơ sinh đến từ thương hiệu Vigon của Pháp. Sản phẩm này sẽ có các size là 3.5, 4, 5 và 6FG. Ở đây thì em có size 4 và 5FG. Về chất liệu của sản phẩm thì nó sẽ có làm bằng chất liệu là PVC. Và đối với size 4FG thì nó sẽ có chiều dài là 37cm, cỡ là 4FG và tốc độ dòng truyền dịch của nó sẽ là lớn hơn 16ml trên 1 phút. Đối với size 5FG thì nó sẽ có chiều dài là 37cm, cỡ là 5FG và tốc độ dòng truyền dịch của nó sẽ lớn hơn 31ml trên 1 phút. Sản phẩm này nếu chúng ta sử dụng để thông tĩnh mạch rốn thì công dụng của nó sẽ hỗ trợ chúng ta là giúp nuôi dưỡng, truyền dịch, truyền thuốc, lấy máu tĩnh mạch, truyền máu và các chế phẩm máu. Nếu sử dụng để thông động mạch rốn thì sẽ dùng để lấy mẫu máu động mạch, đo áp lượng động mạch, đo pH và phân tích khí máu, truyền dịch và thuốc. Về quy cách đóng gói của sản phẩm thì một gói như thế này sẽ đóng riêng biệt từng sợi và đã được tiệt trùng và đạt tiêu chuẩn EC. Và trên đây em đã giới thiệu đến mọi người sản phẩm ống thông động tĩnh mạch rốn dành cho trẻ sơ sinh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.